Liên quan đến thông tin về bác sĩ Nguyễn Văn Tiến của khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chẩn đoán sai về việc đình chỉ thai nhi khiến một thai phụ suýt mất con. Trong buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày hôm nay, ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, dù bác sĩ chẩn đoán sai nhưng cũng rất khó xảy ra việc hút thai, bởi theo quy trình sẽ còn phải được tiếp tục theo dõi. Tại cuộc họp báo, ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, thủ thuật hút thai lưu cũng như mọi thủ thuật xâm lấn hoặc phẫu thuật khác, trước khi được tiến hành đều phải có hội chẩn, siêu âm đầu dò, có ý kiến chuyên gia, trưởng khoa. Đây là quy trình bắt buộc nên dù có một bác sĩ chẩn đoán nhầm là thai chết lưu, nếu bệnh nhân ở lại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì việc hút thai cũng khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông này cũng khẳng định, bác sĩ Tiến đã chỉ định vội vàng trong việc chẩn đoán cho sản phụ Nguyễn Thị Thanh Mai hút thai vì cho rằng thai chết lưu. Tuy nhiên, bác sĩ đã sai sót khi không cho bệnh nhân làm siêu âm đầu dò, một trong những bước quan trọng để khẳng định sự phát triển của thai nhi. Đối với quan điểm của lãnh đạo bệnh viện thì làm thế nào đấy để có những cái sự rất đúng mực để làm cho bác sĩ thấy được cái sai của mình, rút được cái kinh nghiệm. Chứ không phải vì thế mà chúng ta vùi dập bác sĩ. Đấy, một bác sĩ công an học 9 năm trời, 6 năm học đại học, sau đấy 3 năm học nội trú. Thì mới ra trường, mới về bệnh viện được 2 tháng thì là xảy ra, mới hơn 1 tháng thì xảy ra một sự việc rất là đáng tiếc như thế. Thì trước mắt là chúng tôi điều chuyển bác sĩ Tiến lên phòng kế hoạch tổng hợp để bác sĩ có điều kiện để tĩnh tâm lại, xem lại cái cách làm việc của mình. Sau đấy chúng tôi có những cái bồi dưỡng tiếp theo, khi nào thấy bác sĩ đủ điều kiện thì chúng tôi lại cho trở lại làm chuyên môn. Ông Tuấn cũng thừa nhận, trong quá trình thăm khám, bác sĩ Tiến đã không giải thích cho gia đình rõ ràng, đồng thời thiếu cẩn trọng trong lúc giao ban giữa hai kiếp trực ngày hôm đó. Hiện, bệnh viện đã điều chuyển bác sĩ Tiến về phòng kế hoạch tổng hợp, tạm dừng công tác chuyên môn. ¶¶